ờ the stock market thì có phải là tà tà mạng hay sư là tà mạng hay không? Ờ, Nếu như thế này ừ, sư tạm chia ra có ba hạng người đầu tư vào thị trường chứng khoán hạng thứ nhất là mua hẳn một cái loại cổ phiếu rồi đến kỳ thì hưởng cái lợi tức à, thì loại này không phải là tạ mạng tại vì nó chỉ là một cái kiểu là góp vốn thôi nó không phải là tạ mạng loại thứ hai là kiểu đầu tư nước sống tức là mình canh mình phân tích mình mua ở cái cái giá thấp rồi mình chờ cái giá cao mình bán thì quý vị cẩn thận nha cẩn thận nha bởi vì thời Đức Phật thì không có cái chứng khoán nhưng mà cẩn thận cái kiểu nó như thế này nè nó lại rơi vào cái sự tương tự như là mình đánh bạc tại vì sư thấy là nó có cái tính chất cái tính chất đầu tư chứng khoán lướt sống như vậy nó có tính chất nó giống như là là đánh bạc à, đó là cái nhìn của cá nhân sư mà nếu như mình đầu tư kiểu lướt sống như vậy đó giống như đánh bạc đó, thì nó sẽ có một vài đặc điểm được đức phật nói đến đó là gì uhm, dễ dàng mất mát tài sản à, rồi um, mà nếu như mà nó thuộc đánh bạc ấy thì nó lại là tà mạng cho nên cá nhân sư á cá nhân sư khi mà sư phân tích thì sư không đề nghị à, đầu tư chứng khoán cái kiểu lướt sống à, rồi à, cái kiểu thứ ba là cái kiểu mà mình gọi là mấy con queo À, hoặc mấy con sáp tức là mấy con cá mập ấy. nghĩa là sao thao túng thị trường chứng khoán họ làm cho một cái cổ phiếu nào đó nó lên theo ý của họ hoặc nó xuống theo ý của họ họ thao túng rồi họ kiếm lợi nhuận bằng cái việc họ thao túng thị trường chứng khoán của họ. thì kiểu đó chắc chắn là tà mạng đấy à, do đó thì đầu tư chứng khoán cái loại đầu tiên ấy, thì suy nghĩ nó không phải là tạm hạn hả? bởi vì nó chỉ giống như là cái kiểu góp vốn à, rồi hưởng cái lợi tức thôi còn hai loại kia thì phải xem lại